dễ nhất bây giờ. Vừa lạ lẫm. Không cần biết dùng cách nào, chỉ cần tôi có thể bảo vệ ngài là được rồi đúng không? Lại vừa quen thuộc. Tất cả cứ giao cho tôi. Bởi vì trong khoảnh khắc kia, cậu ấy cũng từng nói những lời như vậy. Yên tâm đi, có tớ ở đây rồi. Nhưng không cần biết như thế nào, tớ đều sẽ bảo vệ cậu. Cậu ấy bị đa nhân cách như vậy, cuối cuộc là bắt đầu từ khi nào? Không phải trước đó ngài đã nói, một khư ký không thể bảo vệ nổi cấp trên của mình, thì chính là phế hoặc sao? Xem ra thư ký của ngài cũng chả ra làm sao cả à? Mày, lúc trở về tao nhất định sẽ tìm một khư ký lợi hại lắm đó mày. Mày cứ để đó đi. Ha, như vậy thôi mà đã lo lắng rồi. Chỉ biết chơi mấy trò ấu chỉ này, không tránh được. Hấp kém như ngày đây, cho dù có cố gắng ra sao, cũng không thể sánh được với Khương tổng của chúng tôi đâu. Vậy nhất đủ rồi, đến đây là được rồi. Nếu còn không ngăn cậu ấy lại, chỉ sợ sẽ lại. Hả? À, định làm Bạch Liên Hoa ở đây đó à? Bỏ qua cho hắn ta, đừng có đùa như vậy. Con công lẹ lẹt này từ đâu đã cố ý khiêu khích tôi, hãm hại như vậy. Không đánh hắn ra một cờ đó cho, hắn sẽ không ngoan ngoãn lại đâu. Ngoan nghe lệ, đừng như vậy nữa. Không cần để ý đến hắn, cậu không phải hư ký của tôi sao? Tôi có chuyện cần nói chuyện với cậu. Hử? Còn cậu, quyết làm, còn không chịu quýt ra ngoài. Thiếu gia ta đây còn có chuyện gấp. Hai tên này không phải định làm loạn gì trên thuyền đâu chứ. Không thể tin được Khương Minh Trạch lại thích nam nhân. Nếu cứ ngay ở đó sẽ bị hắn giết người vì khẩu mắt. Điên rồi. Cuối cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Thiệt cho mình coi Khương Minh Trạch là đối thủ quậy mà hắn ra lại thích nam nhân. Nhỡ hắn nhìn chúng mình thì phải làm sao? Phải mau chạy thôi. Chờ đã, xíu chút nữa thì quên tên của Dũng này. Thiệt cho ta tốn nhiều tiền nuôi ngươi đến vậy. Cho dù con quất ngươi vào cái miệng cá mập, có bị cắn nát, hành cho mảnh thì cũng có thể làm ông đây nuôi dạng được. Kệ người sống hay chết, còn tên Lâm Duệ nhất kia, ông đã nhớ kỹ ngươi rồi đấy. Cứ để đó là sao ta nhất định sẽ thắng. Đang chết mát bút, cuối cuộc lại bảo vệ ai đây? Có gì mau nói. Tôi không thể bỏ qua cho con chó con công đáng ghét đó được. Vừa rồi cậu nói là cậu quẩn với tôi. Vậy cậu còn nhớ những gì? Anh chỉ muốn nói cái này thôi à? Để tôi nghĩ xem. Tôi nhớ anh là con mồi mà lần trước tôi ship ăn mắt. Chuyện lần trước ở khách sạn chúng ta còn chưa làm xong đâu. Có muốn tiếp tục không? Lâu rồi không gặp Lâm Thụy Y, không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong buổi tiệc này. Không còn là bạn gái duy nhất của anh tôi nữa, nên vội vàng đi tìm kẻ khác đến thế sao? Vì đối phương có tiền có thế à? Thật là đủ để tiện. Là cô, thiếu tiền thì có thể đến cậu xin tôi à. Nói không chừng bổn tiểu thư đây vui vẻ sẽ giúp cô mua lại cả xí nghiệp Lâm Thị lại đó. Hay là nói cô thiếu đàn ông? Cho dù đối phương lại, cô cũng đều có thể quỳ tiền mà đáng thân. Đủ rồi, đừng có dông dài mãi không xong. Không khác gì một quán phụ cả. Tôi chính là người như thế, thì làm sao? Nếu cô có thể giúp tôi cũng không để ý là nằm trên giường cô đâu. Cô hài lòng chưa? Lâm Thị Y, cô đứng lại đó cho tôi. Không thể tha thứ được. Người phụ nữ xấu xa đầy chứ bao giờ để mình vào trong mắt, chỉ biết đến tiền, không thể tha thứ được. Không được phép đi. Không thể tha thứ được. Lần nào cũng coi thường tôi, cô có cuộc coi tôi là gì? Tại sao mình lại luôn luôn thích cô ta chứ? Đứng yên ở đó, nhìn thẳng vào mắt của tôi và nghe tôi nói đây. Nếu cô đã thiếu tiền đến nỗi có thể bán bản thân cho bất cứ ai, lẽ nào là tôi thì không được sao? Bán mình cho tôi. Tôi có thể cho cô một bông. Không, 3 vạn tỷ. Đủ hay chưa? Mình thích em ấy,
hết đến điên rồi. Mình muốn chinh phục em ấy, muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đó bị mình làm phức phục. Vừa nãy tất cả chỉ là tưởng tượng của Hống Nhã Linh, hiện thực. Bỏ tay ra, não đủ lộn hay chưa? Tôi không có thời gian cãi nhau với cô. Vậy cô có thời gian đi đâu? Cô dẫn đàn ông sao? Nhanh như vậy đã quên mất anh cha tôi. Đủ rồi, tôi không có kiên nhẫn lại để chơi quế tiểu thư cô như cả ngày đâu. Không thể cứ nhân nhượng mãi với cô được. Đừng có tưởng rằng cô là em gái của anh ấy thì tôi sẽ không ra tay với cô. Em ấy tức giận rồi. Rõ ràng là mình thích em ấy cơ mà. Cô không có tư cách nhắc đến anh cha tôi. Sao mình lại động đến vết thương của em ấy chứ? Tại sao lại nói những lời quá đáng đến như vậy? Tôi ghét cô. Xong rồi, em ấy nhất định sẽ rất ghét mình. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được vào, nhưng mình lại không làm được. Thời gian gần đây cố hoài thâm luôn làm ăn thất bại. Những lúc có nguy cơ phá sản thì lại có một khoản đầu tư bí mật cứu giúp bọn họ. Hương Minh Dạch điều tra đúng vào thời gian, điểm hết toán sổ sách của tập đoàn Hà Thị. Khoản đầu tư bí mật này rốt cuộc từ đâu, có quan hệ như thế nào với Hương Minh Dạch? Chuyện này không hề đơn giản, mình phải hành sự cẩn thận hơn. Vị làm sao lại bị chốt vậy? Mấy người này hình như là bảo tiêu của Diệp Tử. Quỷ Lâm ơi là Quỷ Lâm, anh không phải rất lệ hại sao? Bây giờ con không phải như một đồ vật bị chói quất lên giường tôi sao? Nhìn tôi làm sao mà tiếp đãi anh đây à? Tôi đã chuẩn bị cho anh một phần đại lễ đó nha, anh sẽ rất thích thôi. Lão Tử muốn đem hết những ước ước trước đó trả lại hết cho ngươi. Bắt đầu chơi từ cái nào bây giờ? Ai da khó chọn quá đi. Tôi thấy hay là chơi hết toàn bộ một lượt đi. Cứ nằm như con cá chết này thì không vui tẹo nào hết. Tôi muốn cho anh nhìn thấy bản thân mình dần dần bị tôi chơi đến mức. Anh không có ngất. Nếu ngất rồi sao tận mất thấy được lễ quà cậu tặng tôi đây? Hay ha, không ngất cũng tốt. Dù sao anh cũng bị tôi chối rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát đâu. Nếu bây giờ cậu xin tôi, có lẽ bổn thiếu gia đây sẽ quy suy nghĩ mà nhẹ tay hơn đấy. Đến đây, đến cậu xin đi. Tên chết tiệt này, tại sao đối diện với hắn mình lại có phản ứng chứ? Hơn nữa cơ thể này cũng quá xác định rồi. Tên này thường xuyên luyện tập kiểu như vậy trời. Nếu đã không chịu cầu xin, quậy đừng trách ta đây ra tay độc ác. Dùng cái cách nhất định sẽ rất kích thích à. Họ quỷ kia, tôi sẽ khiến anh khóc không cả tiếng luôn. Không phải anh bị chối lại rồi sao? Thật đáng tiếc. Đảm bảo tiêu của cậu kỹ thuật chối cũng quá kém rồi. Nếu không muốn đối phương thoát ra, vậy thì dùng cách thức đặc biệt để chối lại mới được. Phòng nghỉ ngơi, không lên tiếng, vậy là anh ngầm thừa nhận rồi nha. Mặc dù thân thể này vẫn còn non kém, nhưng mà khuôn mặt của anh rất hợp khẩu vị tôi. Lợi cho anh quá rồi còn gì. Cậu quả nhiên không nhớ. Hử, anh nói gì cơ? Không có gì. Muốn tiếp tục cũng được, nhưng mà ai sẽ là con mồi? Còn chưa chắc đâu. Sừng dược và độ tinh chắc, ảnh hưởng rất lớn của hai thứ này chính là khiến tốc độ tim đập nhanh hơn. Hơn nữa dựa theo thống kê số liệu, nếu có thể khống chế nhịp tim của nhân cách hai bằng quế nhịp tim của một thai nhi, hoặc từ 170 đến 80, vậy sẽ có thể khiến dậy dứt có thể trở lại nhân cách ban đầu. Tiếng gì vậy? Vậy là bộ dáng của nhân cách đầu dễ hương hơn. Mùi vị quan đỏ vương lên đầu lưỡi này không tồi,
Lần sau có thể mua chút. Đau đầu quá. Sao tù tịch lại ở đây? Nhưng mà sao cơ bắp của chủ tịch còn đàn hồi hơn mình tưởng tượng vậy? Không khổ là chủ tịch à. Cảm giác sợ quào thích nữa. Nếu không phải cặp mắt này đang lừa mình thì hoàn mỹ hơn rồi. Chờ đã. Ngày ấy đang lừa mình. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đây? Quần áo không chỉnh tề còn ôm ấp nhau. Lẽ nào nhân cách kia của mình đã đè chủ tịch rồi? Chủ tịch, thật xin lỗi, chị đâu đi thay quần áo. Cậu đi thay quần áo để tôi ở đây chăm sóc cậu. Kết quả cậu lại say rượu làm độn, đè tôi lên trên giường. Cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây? Phụ trách tôi tiền đền bù Âu phục tôi làm hỏng có thể chịu một tháng lương sao không ạ? À? Sao lại như này? Lẽ nào mình không có thành công đổi tính cách sao? Nhưng ban đầu là do tiên sinh quyết làm đẩy tôi nên mới. Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là kết quả. Cậu phải nhớ, trong xã hội này không có gì là tuyệt đối, cũng đúng đúng cũng như sai cả. Thứ cậu cần là những kinh nghiệm được tổng kết. Nếu lần sau cậu mắc phải sai lầm như này, cậu nên nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện phiền phức đó thế nào. Thật xin lỗi, tôi đây lại phiền phức cho ngài rồi. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn phiền phức. Cậu vừa mới đánh bại tên quyết làm đó đấy, làm rất tốt. Mình thành công rồi. Tốt quá, tôi không có làm ngài mất mặt. Cậu ấy giống như một chú cún con quậy, vừa ngoan lại vừa nghe lệnh. Dễ thương quá. Xíu chút nữa không nhịn được mà muốn quéo mặt mặt khuôn mặt ấy rồi. Đừng có quá đắc ý, tôi còn chưa có chỉ cứu cậu về việc hết trách trong công việc đâu. Điều hay trong quy tắc của thư ký đó là khi công việc có liên quan đến rượu, khi quản phải bảo trì trạng thái thanh tĩnh. Nhưng cậu thì sao đây? Chủ tịch thật xin lỗi. Đừng có luôn gọi tôi là chủ tịch, cậu có thể gọi tên tôi. Đây cũng là điều kiện trong quy tắc hứ. Thư ký sao? Hình như tôi chưa từng thấy qua. Chắc chắn tôi sẽ xem lại thật tỉ mỉ. Khi trở về tôi sẽ học thuộc nó. Thật xin lỗi chủ tịch. Đừng có lúc nào cũng nói xin lỗi như vậy. Xin thật có lỗi, sorry. Cho cậu một rì ý. Nên gọi tôi là gì đây? Nếu nói không ra được, khi một hưng tiền trong lương của cậu cũng sẽ bị khấu trừ. Thương Khương tiên sinh, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, xin ngài đừng trừ lương của tôi. Rất tốt, nếu cậu đã muốn phụ trách lại vừa không muốn bị trừ liên, quay đổi cách phạt khác đi. Dạ, chỉ cần không trừ lương cái gì tôi cũng đồng ý hết. Vậy sau đây chính là không ổn rồi, không ổn rồi. Hai người vừa biết tôi thấy gì không? Vệ sĩ của Diệp Tử Minh bắt chổi Ngụy Lâm mang đi rồi. Cái đó có phải tôi quấy rầy hai người rồi không? Biết là tốt còn không mau phấn ra ngoài. Chổi Ngụy Lâm cũng đến đây sao? Sao vừa nãy lại không thấy anh ta chứ? Phải cứu người sao đây? Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc. Các người cứ ở đây, tí về cũng được. Tôi tự mình về nhà là được rồi. Đúng rồi, hôm nay chị không đem chìa khóa của em đâu. Đưa chị đi. Chị à, để chút. Được rồi, hai người tiếp tục đi nhé. Bye. Đi thôi. Chủ thương Khương tiên sinh, chúng ta không cần đi cứu Ngụy làm sao? Không đi. Dạ, nếu cậu ta cần cứu thì không phải trợ thủ của Thương Minh Trạch rồi. Còn cậu muốn về nhà hay là muốn tiếp tục ở lại quê tôi đây làm chút chuyện gì đó? Làm gì đó tôi nào có thể cũng được.
Vậy được, chút nữa cùng tôi đi mua rượu vang, sau đó tôi sẽ đưa cậu về. Dạ. Sao con người này cứ nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy chứ? Mình còn cứ rằng mất mặt quá. Sofa phải chỉnh lại một chút, nhìn có vẻ rách rách. Tôi xong rồi, Hương tiên sinh chúng ta đi thôi. Ừ. Nếu cậu đã bắt chói tôi qua đây, vậy thì tôi phải làm chút chuyện mà cậu muốn tôi làm thôi. Tôi mà bắt đầu sẽ không dừng lại giữa chừng đâu. Vì vậy nếu cậu sợ đau thì giờ có thể hét dừng lại đó. Cái ai sợ đau? Nói vậy, đối với cậu mà nói, càng đau thì càng có khoảng cảm, đúng chứ? Ngay cả nơi đó cũng buộc lại sao? Anh buộc chặt quá đó. Gõ làng là khó chịu, hở cũng khó khăn. Vậy mà chỗ đó lại có cảm giác kỳ lạ. Loại chó bò này, cậu dãy dù nó sẽ càng cuốn chặt hơn đó. Anh lúc trước làm điều này với bao nhiêu người rồi, lại thành thục như vậy? Đây là đội hình bắt buộc trong việc luyện tập của vệ sĩ mà thôi. Nhân dụng cho phương diện này, cậu là người đầu tiên đó. Ngoan một chút, nâng lên nào. Tôi còn chưa làm tốt chuẩn bị mà. Tôi đây không phải đang hỏi ý cậu. Tôi là đang ra lệnh cho cậu là một chú chó ngoan à. Anh là thằng điên, không nghe lời thì phải chịu trừng phạt à. Đau quá. Thân thể của cậu thật. Nhìn đi, cậu rõ ràng là đang rất hưởng thụ mà. Đây đều là phản ứng có à, không cần kháng cự nó. Hưởng thụ cái bếp. Mẹ đó, anh mới hưởng thụ đồ biến thái. Diệp thiếu gia, cậu cũng thích bắt nạt người quá ha. Từ lúc cậu xé rách áo của tôi, chỗ này không phải vẫn luôn khát vọng coi sao? Diệp thiếu gia, tôi cho cậu cơ hội nữa để lựa chọn. Một là giờ chúng ta sẽ dừng chuyện này lại, tôi sẽ trả thả cậu ra. Còn thứ hai, thưởng khế tôi để tôi giúp cậu đạt đến cực khoái. Cậu chọn cái nào? Đây mới là chú cún ngoan chứ. Ra ngoài một chuyến thôi mà sao lại tức giận như vậy? Là ai không có mắt đã chọc giận Tống đại tiểu thư đây? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em trừng trị hắn. Câm miệng, không biết gì thì đừng nói ít vài câu hộ tôi. Suốt ngày lải nhải bên cạnh tay, ồn chết mắt. Tôi muốn ở một mình, anh quýt ra ngoài cho tôi. Dạ Linh, anh chẳng qua chỉ muốn diễn tốt vai người chồng này thôi. Cho dù là em đề cập đến vấn đề hôn nhân trước thì anh cũng là quan tâm em à. Ra ngoài. Còn đàn bà Tống Nhã Linh này, nếu không phải là Quyết Lam tiên sinh à. Nếu có thể cái quan hệ của anh ta thì mình có thể thoát khỏi mụ bà ghê tởm kia rồi. Mẹ nó, sao lão tử phải làm qua chuyện lận nhọc dưới đây chứ? Chết đi hết. Để tôi giúp anh. Anh là ai? Tôi là cố Hoài Thâm của tập đoàn Hà Thị. Có thể giúp đỡ ngài Lưu Quynh Thạnh của tôi. Nếu không nhầm thì đây chính là thư ký của Quý Lam. Sao lại bị hư hành bộ dạng này? Ngay cả quần áo của bị hắn ta cũng bị nhăn nhó. Thật là trời giúp mình mà. Loại cơ hội dâng đến tận mồm này thật khó có được à. Lại là một tên muốn kéo quan hệ với mình. Không ngờ có thể gặp ngài ở đây. Ngài đây là giả tâm điều quyết lên mặt hết rồi ha quý vị. Dùng phải một tên không mắc mà thôi. Không nhất thề tôi đã sơ sức rồi. Là ai mà dám nhắc tội ngài như vậy? Tôi nhất định sẽ giúp ngài dạy dỗ lại hắn. Cơ hội tốt. Tôi quả thật cần người ra tay dạy bảo hắn ta. Mình nhớ ra rồi,
Lúc trước mình đã nhìn qua danh sách khách mời, tên này không phải là anh họ của tên nhóc độc ác kia sao? Lợi dụng một chút cũng không có gì đâu ha. Ngài cứ nói. Chính là thư ký của Thương Minh Trạch. Rồi là cái gì nhỉ? À đúng rồi, Lâm Dễ Nhất. Với thực lực của tôi thì có thể đầu tư cho công ty các người mấy nghìn vạn đó, đều là chuyện nhỏ mà. Anh biết nên làm gì rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Người dùng tạm thời không liên lạc, xin hãy rọi lại sao? Sao lại không rọi được cho chị chứ? Mình đã đến trước cửa rồi đây nè. Chìa khóa bị chị cầm đi mất tiêu rồi. Nhập sai mật khẩu 3 lần, xin hãy dùng chìa khóa mở lại. Mình không có nhớ mật khẩu làm sao đây? Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài cửa sao? Chị ơi mau về đi. Đèn nhà cậu vẫn không sáng điện. Tôi sợ có chuyện gì nên đã lên đây. Sao vậy? Hương tiên sinh, tôi không mở được cửa. Vì vậy, cậu đây là có nhà mà không thể về sao? Ai, cứ cho là quậy đi. Ngài có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi sẽ đi thuê khách sạn ở tạm một đêm, sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài mai đi làm đâu. Tôi đã nói rồi, làm thư ký của tôi là phải dùng một tâm thái độ tốt nhất để làm việc. Khách sạn thì không thể cho cậu đi rồi. Tôi đây chỉ đang miễn cưỡng thu nhập cậu một đêm thôi. Trước khi em hoàn toàn yêu tôi sẽ luôn giam dưới thân thể mình, phòng ngừa em muốn chạy thoát khỏi tôi. Em là con mồi chỉ thuộc về mình tôi. Đồ cho chết anh làm tôi đau đấy. Anh muốn làm cái gì? Làm em. Lần sau muốn làm. Không cần phải lãng phí nhân lực đâu. Ai muốn anh? Đừng có tự giác quàng lên mặt mình như vậy. Tôi chỉ là muốn tìm một người bạn giường để phát tiết. Mà thôi, anh ta đi rồi. Cứ như vậy mà đi rồi. Ngủ quế ông đây xong phủ đích chạy mất. Xem ông đây làm thứ gì khốn kiếp. Ngụy Lam Anh là tên vương bắt đảng. Đồ chó chết. Chó chết, đồ điên. Mẹ nó tức chết lão tử rồi. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Bọn họ muốn bắt tôi, xin cô hãy giúp tôi. Tôi đắc tội với Tống tiểu thư, cô ta tìm người đến bắt tôi. Đi theo tôi. Trốn sau lưng đi. Ở đây sẽ có góc rẽ, họ không thấy chúng ta đâu. Yên lặng chút. Bên trong không có. Bọn họ là muốn làm gì? Đây là phòng nghỉ riêng của khách mà. Xin lỗi lại là phiền. Chúng ta sang bên kia tìm, cô ta chạy không thoát được đâu. Hình như mình gặp người này ở đâu rồi đó. Hơn nữa cô ta là cô ấy để Lâm Thị Y đi ra mới xong đến. Cuối cùng cô ta là ai? Cái này cũng quá to rồi. Chủ Thương tiên sinh, tôi không được. Thật sự không nhịn nổi được nữa. Không sao, nếu đã vào rồi, thả lỏng ra nào. Kiên nhẫn hơn chút nữa. Đến rồi đây. Tôi thật sự không thể động đậy nổi nữa. Cố lên, cậu có thể mà. Chúng ta vừa đi ra khỏi vườn hoa ở tiền viện. Phía trước chính là đến hành lang cửa vào rồi. Từ lúc xuống xe đến giờ, đã sắp được một tiếng rồi. Nhà ngài sao mà to vậy? Cái hoa viện này còn to hơn cả nhà của mình nữa. Đi hết một vòng này là mình sắp tham gia được cuộc thi marathon được luôn rồi. Ôi trời, trời ơi, điều này có hợp lý không vậy? Đây chính là nam chính tiểu trong tiểu thuyết Marisu sao? Nhiều tiền như vậy mà không cho mình mượn nổi một đồng đi thuê khách sạn. Từ cuối cùng cũng lớn rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Hương tiên sinh, không phải ngày nào ngài cũng đi bộ trong quãng đường xa như vậy đó chứ?
chả chết lại có tám muối. Ngày nào cũng đi như này, không có cơm mới lạ. Tất nhiên không phải, bình thường đều sẽ có xe riêng đưa đón. Ngay ngã trong nhà thôi mà cũng có xe riêng đưa đón. Vậy nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Chỉ là đây là lần đầu tiên cậu đến, nên tôi muốn đưa cậu đi tham quan Hoa Quyền trước. Tham quan? Đi muộn thế này tham quan cái ý gì? Rõ ràng là muốn chơi mình mà. Yên tâm ở lại đây đi, cứ xem như là nhà mình nhé. Dạ. Cái tòa cung điện rực rỡ này là chuyện gì đây chứ? Sao đây có thể rỗi là nhà được? Thật là thần kỳ. Đây chính là công trình đắp hoàng mà. Thế giới của người giàu có lẽ cũng vậy. Đúng chứ, qua nghề thiếu gia về nhà. Đây không còn là cuộc sống của giới nhà giàu nữa. Đây chính là đỉnh của chớ ba. Sao ở cùng một thế giới mà có sự khác biệt như vực hẳm đến vậy cơ chứ? Đưa cậu ấy đi tắm rửa đi. Hoàng thiếu gia, làm tiên sinh xin thảy đưa áo khoác của ngài cho tôi. Chúng tôi đưa ngài đi tắm rửa. Làm tiên sinh, đây là quần áo ngủ của ngài. Còn hậu hạ tắm rửa đúng là chủ nghĩa tư bản ác ma mà. Mình không muốn người khác nhìn thấy thân thể ngọc ngà này đâu. Không, không cần. Chủ tịch, phòng tắm ở đâu vậy? Tôi tự đi là được. Còn có cả phòng xông hơi nữa nè. Tiệt quá, cảm giác mệt mỏi đều tan biến hết. Có thể quà ở nơi này cũng không tính là thiệt à. Chị à, chị không về cũng được nha. Hử, ngứa quá. Kỳ lạ quýt đỏ này, có từ lúc nào vậy? Chủ tịch, sao ngài lại vào đấy? Tất nhiên là giống cậu rồi. Chúng ta đều là đàn ông, cũng không phải chưa nhìn qua sợ cái gì chứ. Cũng không phải chưa thấy qua cơ bụng của chủ tịch. Không biết có quá xong hơi quá lâu không mà sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Làm vậy nhớ cậu đứng lại. Cậu lúc nãy đã nói cái gì? Xin lỗi chủ tịch, ngài có thể rời ý cho tôi chút không? Không được, lúc nào cũng nói xin lỗi. Xin... À không đúng, tôi biết rồi. Còn có rồi tôi là gì? Làm gì mà dựa sát vậy? Để nói chuyện chứ. Nam sắc trước mặt, mình cũng không phải hẳn nam đâu. Hương tiên sinh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tốt, đúng là đứa trẻ ngoan. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Ngày ấy là mục tiêu của chị, mình tuyệt đối không thể mơ tưởng đến ngày ấy. Giảm tiền lương và trừng phạt, cậu chọn cái nào? Muốn trừng phạt? Chị ơi, em xin lỗi, em thật là vô dụng. Cậu muốn trừng phạt thế nào đây? Hay là cho tôi ăn phía dưới thế nào? Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy đâu. Mau từ chối đi, nếu còn tiếp tục sẽ tôi đó. Mình tuyệt đối không thể là một tiểu tam đâu. Kháng cự như vậy làm gì? Tôi đói bụng rồi. Cậu đi làm cái gì ăn đi. Cậu biết nấu mì chứ? À cái này, ngày ấy nhất định là cố ý. Căn nhà tôi như vậy, bảo không có đầu bếp riêng, 24/24. Coi có quỷ mới tin. Không thì sao? Không phải cậu tưởng rằng tôi muốn quấy rối tình dục với cậu đó chứ? Lẽ nào không phải vậy? Không, không có chuyện đó đâu. Giờ tôi sẽ đi nấu mì cho ngài. Sao lúc nào ngày ấy cũng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm như vậy? Lẽ nào đùa mình rất vui sao? Thật không hiểu nổi mà. Đùa bao nhiêu lần rồi mà phản ứng quẩn khú quỷ như vậy. Thật muốn ăn em ấy luôn bây giờ. Thường tiên sinh, nguyên liệu ngài cho tôi rất nhiều, đi để không lãng phí, nên tôi đã tự làm cho mình một bát luôn. Ngài mau thử đi, không biết có hợp khẩu vị ngài không. Không ngờ tay nghề cũng không tệ, thơm thật. Vốn dĩ không đối, không rồi 7.5 điểm, mùi vị đủ hôm đó. Mà giờ lại bị tô mì này làm cho muốn ăn rồi. Nhưng cũng bình thường thôi. Nếu về sau chỉ mặc đạp về nấu cho em full điểm, lần sau tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Tôi rất mong chờ. Tối muộn thế này còn ai rửa tin nhắn nữa đây? Vậy nhất
Anh biết các em muốn góp lại công ty. Thứ bảy này có hoạt động săn bắn, có người có thể giúp được em. Chúng ta cùng nhau đi đi. Ngoài ra đừng nói cho Thương Minh Trạch, hắn ta không phải người tốt của Hoài Thâm. Sao vậy? Không có gì. Lần trước chủ tịch của anh họ suýt nữa đã đánh nhau, ngàn lần không thể để cho chủ tịch biết mình đi gặp anh họ. À, cái đó tin nhắn quảng cáo thôi. Chuyện này vẫn luôn do chị nỗ lực, mình cũng muốn làm chút gì đó. Chuyển đi một lần thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu ha. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến thứ bảy rồi. Tốt quá, nhân lúc chị đang ngủ mình sáng, mới sáng sớm mà em đã đi đâu? Tần Tần ca ạ, chị em đi đây. Ừ, đi đi, chị lại đi ngủ đây. Vợ chết mình rồi, bình thường phải đến trưa chị mới dậy cơ mà. Chắc chị đi ngủ lại rồi, xác định lại đã có thể xuất phát rồi. Nếu có thể mình thật sự không muốn lừa chị, nhưng nếu để chị biết mình chủ động đi gặp anh họ, làm vậy nhất không phải đã bảo em không được cố Hoài Hâm rồi hay sao? Quên sạch hắn đi cho chị, đừng có lưu liếng biện rịa gì nữa. Sợ Quế bị như vậy khi nói dễ dàng. Cố Hoài Thâm, đối tượng ta nhắm đến hôm nay, trong tay hắn có điểm yếu của chú Lâm, em nhất định phải đi. Xí nghiệp Lâm Thị giờ đang nằm trong tầm tay của Lâm Chính Phong, vì lợi ích nên anh họ quản luôn đứng phía bên chúng ta. Tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn giúp mình chứ? Hơn nữa người bạn ấy nói rút cuộc lại, nghĩ tới nghĩ lui quẩn không có đầu mối gì hết. Kệ vậy, nghĩ không được thì thôi không nghĩ nữa, đi rồi sẽ biết thôi. Tầng 1, tầng hầm bi, con mồi đã ra khỏi động. Quậy xuất phát thôi. Tên khốn kiếp Cố Hoài Thâm kia quả nhiên đến rồi. Tôi muốn xem hắn ta lừa em trai tôi qua đây là muốn làm gì. May mà cô này cài máy giám sát trên điện thoại của dễ nhất, nên chúng ta mới kịp thời phát hiện đó. Bên Ngụy Lam sao rồi? Chuẩn bị xong hết rồi. Cộng chính quảng trường săn bắn. Dễ nhất, em lấy thiệp mời rồi vào trước đi. Anh đi đổ xe xong sẽ tìm đến em. Ừ, được. Xin lỗi dễ nhất, vì lợi ích của tập đoàn Hà Thị, anh đàn làm vậy thôi. Chỗ này tôi quá đi, để lát nữa anh họ có tìm thấy mình không ta? Hay là mình cứ đứng ở đây chờ vậy? Ây vô, ta đã nói sao lại cứ ngửi thấy mùi gì lạ ở đây à? Hóa ra là mùi của sự nghèo nàn. Quyết Lam, quế cái loại khư ký không bao giờ được lên sàn như ngươi à? Có thể được quảng trường săn bắn của chúng ta để mở rộng tầm mắt thì đúng là phúc lợi này đó. Quảng trường của hắn, mình hiểu rồi, anh họ lừa mình. Điểm yếu cái gì chứ? Tất cả đều là giả hết. Lừa tôi đến chỗ này là anh đi. Chẳng ra tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Ngu gốc, ở đây không có tên Thương Minh Trạch kia bảo vệ ngươi đâu. Cho dù khăn chủ của ngươi có tốt đến đâu, đã đến địa bàn của ta rồi, không lột một lớp da thì không. Nè, ngươi đứng lại cho ta. Ta còn chưa nói xong mà. Ai muốn đến cái nơi rách nát này chứ? Hoang vu đánh lẻ, hẻo lánh, ngay cả con chim cũng không có. Cái gì mà rách nát? Chỗ này nát hả? Tiểu tử thối, đừng không biết xấu hổ. Mình nhắn nhẽ ra không nên tới đây, cũng không nên tin lời anh họ tên khốn nạn đó. Ồn ào chết mắt, muốn nghỉ ngơi cũng không yên nữa. Hử? Thương Minh Trạch quậy mà lại thả cậu ta. Cậu trợ lý bảo bối một mình tới đây sao? Có kịch hay để xem đây. Tên Quý Lam kia đúng là tính khí nóng nảy mà. Chắc là bị cậu ta làm ngơ rồi ha. Lại là hắn. Tên kia quả nhiên là mê đắm sắc đẹp của mình rồi mà. Quậy mà còn đuổi theo mình đến tận đây. Nè, hay là cùng nhau uống một ly? Ế, hắn vừa nãy bơ mình sao? Làm gì đó, định cốp lay, làm dễ nhất à? Làm gì nhất? Ta bảo người đứng lại, tài điếc rồi sao? Chết tiệt! Cẩn thận!
Hiếu gia Quyết Lan, Hiếu gia Quyết Lan cẩn thận. Trời ơi Hiếu gia, người không sao chứ? Hoàn thành nhiệm vụ. Thủ quốc gây mê của nhà cậu ta không tồi à. Chỉ là liều lượng có chút ít, không cách nào làm con quạt kia ngủ được. Ha, con mồi chân chính lại tự mình dâng lên cửa sát. May là có người kéo mình qua một bên. Cảm chủ tịch. Chị, sao hai người lại ở đây? Tôi đến tham gia hoạt động thương nghiệp, rất kỳ lạ sao? Đúng đó à, chị là bạn gái của chủ tịch, cùng nhau xuất hiện không phải rất bình thường sao? Nhưng mà em, cậu dễ nhất. Vậy mà lại dám lừa chị, cậu lại tăng ca, thật không thành thật chút nào. Ai dám đến cứu đứa trẻ không thành thật, phải bị dạy dỗ một phen. Không phải chị đã dạy em rồi sao? Không được tùy ý đi theo, làm những việc nguy hiểm hả? Nếu lần sau em còn dám lộn, làm lỗi chuyện này, em liền. Quyết Lam tiên sinh, nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho ta. Cút ra. Dù có cố gắng diễn thì cũng không có tác dụng gì đâu. Sao anh lại dám đem vậy nhớ cho người khác ước hiếp như vậy? Cố Hoài Thâm, anh là cái thá gì chứ? Cái gì? Sao tôi có thể để chuyện đấy xảy ra được? Lâm Thụy Y này, từ trước đến nay luôn vậy. Mỗi lần đều chọn đúng quan trọng mà đến. Hai mình nhiều năm như vậy mà vẫn chưa ăn được dễ dễ. Sức lực lớn quá, không khó cả được. Nhất định là có hiểu làm gì đó. Vậy nhất, điều tại anh không tốt. Anh chỉ đi một lúc thôi mà không ngờ em ấy lại xảy ra chuyện. Giả vờ cứ tiếp tục giả vờ đi. Để xem tôi, anh có còn muốn lừa dễ và tôi đến bao giờ? Biết điều khi dừng lại đi. Nếu không đừng trách nắm đấm của tôi không khách khí. Mẹ ơi, chị em nhà này đều hung bạo như vậy sao? Chị lại mạnh lên rồi. May mà người bị đánh không phải mình. Đau quá vậy. Anh đều là nguyện tốt cho em. Mới, tôi sẽ không bao giờ tính anh nữa. Hai người họ, lẽ nào Khương Minh Trạch thích vậy? Hắn ta không phải đang ở cùng Thụy Y sao? Vậy. Nếu lúc ban đầu mày quy quyền lực qua địa vị mà bỏ rơi vậy, thế thì lên cút xa ra một chút, đừng có làm phiền em ấy nữa. Vậy có bị thương, còn có thương Minh Trạch, chúng ta đi. Vâng. Chị vừa nãy ngầu quá xá luôn. Đừng có lại đàn chị phải rửa tay đã. Vừa nãy chạm phải rác, chị sợ tay chị sẽ bị thối rửa mắt. Mấy người này, một người mình cũng không thể động vào, sẽ chết với người á. Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám làm thế nữa. Quyết Lam thiếu gia là tôi. Không cần sợ, có quyền. Ngài Quyết Lam là tôi đây, Cố Hoài Thâm. Ngài đừng sợ hãi, mấy người bọn chúng đã rời đi rồi. Ngài an toàn rồi. Là do tôi không tốt, làm sao tôi nhất định sẽ tính toán chu toàn này. Ai sợ hả? Ta nhổ vào, hứa với quạt rác rửa nhà ngươi. Ông đây còn không muốn lãng phí một giây một phút nào. Quên mấy hứa với quạt vô tác dụng thế này nữa. Còn mấy người nữa, vừa nãy chạy đi đâu hết hả? Một đám phế vật. Ngay cả sự an toàn của chủ nhân mà cũng không bảo vệ cho xong, các ngươi còn tác dụng gì nữa? Cút hết đi cho ta. Thiếu gia Quyết Lam trước mặt. Đừng có mà đi theo ta. Không nghe hiểu tiếng người à? Các ngươi sẽ bị ta khai trừ hết. Cút đi. Ta ối cứu ta với, các người quay lại cho tay. Bỏ cửa bắt que, chim sẻ sượt sẩn. Anh ấp ở rốc cây, đánh núp người khác. Đừng trách tôi, đánh úp sau lưng anh. Nhưng ở đây là khu vực săn bắn, cũng khó tránh khỏi xảy ra chút sự cố. Một tên vào quay, ít nhất sẽ phải bảo dưỡng một tháng. Tôi thấy anh đang
diễu võ vương oai mà thôi. Có thể tránh hết sao? Nguy rồi, bị hắn ta phát hiện rồi, mau chạy thôi. Diệu khi gia hằng mến, cậu thật sự rất thích tặng tôi lễ vật đấy. Chẳng qua kỹ thuật săn bắn của cậu thật sự chẳng ra là sao cả. À đổi cái gì? Vừa nãy tôi cố ý thả ra đấy. Tôi không muốn dính líu đến tiện cũng thôi. Phải không? Hay là chúng ta so một trận đi. Nếu như cậu săn được nhiều con mồi hơn tôi, thì tôi sẽ tùy cậu xử lý. Đây là anh nói đấy, đừng có mà hối hận. Mau báo cảnh sát, cô Ú tội quấy à. Hổ, hổ kìa, đáng sợ quá à. Hình như nặng hơn rồi. Sao ở đây lại có hổ chứ? Cùng lắm khi khu giữ, khu giữ cũng chỉ có vài con cáo. Không xong rồi, cậu ta chạy theo hướng phía tổng tài. Tổng tài đang gặp nguy hiểm, tôi bắt buộc phải qua bên đó. Anh đi rồi à, đó là hổ đấy, là hổ. Nó sẽ ăn thịt người đấy. Mẹ nói chứ, khu vực săn bắn mà lại có hổ thì phải. Vô lý quá rồi không? Nguy hiểm biết mấy. Lát nữa tôi phải khiếu nại mới được. Bình tĩnh, cậu bình tĩnh lại đã. Không cần phải sợ, tôi mang theo súng đây mê. Sao lông mi của cậu ta dài quá vậy? Trước đây mình không để ý tới. Không thể không nói cái dáng vẻ nghiêm túc của thằng cha này. Ngầu bá cháy. Bàn tay của anh ta ôm mình. Quẩn cứ khăn khăn đặt ở một chỗ. Lẽ nào hàng giả cố ý sao? Nếu anh ta muốn ở đây, thật ra bên này bên ngoài trời cũng không phải không thể à. Nhưng mình trước giờ chưa từng thử qua. Nhưng mà đã lâu rồi chú làm chỗ đó ngày càng ngày mẫn cảm à. Không được, phải nhịn, không thể phát ra âm thanh. Dạ thiếu gia, muốn tôi ôm cậu mãi vậy sao? Phi, ai muốn anh ôm? Tôi chỉ là... Vậy tôi đi đây. Nè, để tôi đã. Chân lão tử mềm nhũn rồi, tên khốn kiếp à. Nhanh lên, nếu không sợ là chủ tịch sẽ gặp nguy hiểm gì mất. Chị có biết đi cứu thương Minh Trạch, còn mình thì không quan tâm gì hết. Đúng là con chó quan của thương Minh Trạch mà. Lão tử không đi, muốn thì tự đi đi. Trời đã, mày đang làm gì vậy? Ghen với thương Minh Trạch sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Tên Ngụy làm đó chẳng qua chỉ là một người bạn giường mà thôi. Ai lại có thể có tình cảm với một bạn giường chứ? Rẫn mai mai mà tránh được à? Không phải chứ, không chỉ có một con rắn sao? Nhiều quá, mình chết chắc rồi. Hả, không để người khác yên tâm mà. Đầu tiên là hổ, giờ lại đến rắn độc. Mấy động vật nguy hiểm này đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây chứ. Chắc chắn là do tên bỉ ổi quyết làm kia làm rồi. Hắn sẽ không đến mất để bản thân vào nguy hiểm đâu. Vậy còn có thể là ai? Quỳ bảo vệ cậu ấy mà bị rắn độc cắn rồi. Thân thể bắt đầu tê liệt, sợ là sẽ không kịp đến để cứu chủ tịch mất. Bỏ đi không quan tâm nữa, chúng ta mau đến chỗ bọn Thương Minh Trạch đi. Chúng ta đi. Đi bộ khi chậm quá, đứa cứ quậy sẽ không kịp. Yên tâm, tôi có cách. Hình như cắt được đuôi rồi. Đáng sợ quá, bãi sân của mình rõ ràng được lướt sát bảo vệ xung quanh mà. Sao lại có hổ ở đây chứ? Cho dù là khu vực nguy hiểm thì cũng lắm, cũng chỉ là mấy con lửng trồn gì đó thôi à. Sao bọn bảo an còn chưa tới nữa? Một đám ngu xuẩn cũng không biết dựa theo định vị đi tìm mình. Điện thoại của mình. Tôi rồi.
Như đây đừng nói đến, bây giờ ngay cả điện thoại cầu cứu cũng không thể à. Trời sắp tối rồi, đụng còn đói được chứ. Có ai có thể đến cứu tôi không? Là kiểm tra đầy lại không đứng thứ nhất, follow đua thiện, còn cả đấu kiếm nữa, mua nào cũng thua kém Thư Minh Trạch. Thằng nhóc vô dụng, mày không xứng làm người thừa kế của gia tộc bọn tao. Suối dưới tàn hầm, tự khối lỗi đi, tối đây không được ăn gì hết. Đừng đừng bà, cha lần sau con sẽ cố gắng khi tốt hơn. Cậu xin cha, đừng nhốt con ở đây có được không? Con sội tối tắm. Khóc thì có tác dụng gì chứ, sẽ không có ai đến cứu mày đâu, không ai đến đây cứu mày cả.